cẩn thận đấy. Cút ra chỗ khác. Mẹ nó, sao cứng thế nhỉ? Sao chết kỹ năng? Giờ thì tao có thêm vũ khí rồi. Năng lực ghê gớm đấy. Ôi không, cái búa của mình. Trò này không có tác dụng đâu. Tao đã sao chết tất cả rồi, bọn mày thừa chắc. Thay đổi chiến thuật. Bọn đi vi phiền phức này nữa. Còn thế này thì sao? Không thể tin nổi. Giờ đi khỏi dịch chuyển nhé. Đầu mình choáng váng quá. Mày thật sự có thể sao chép tất cả sao? Đã tới lúc kết thúc trận đấu rồi. Hãy mau dừng lại. Buông tao ra. Tao sẽ buông khi mày hết cử động. Ném thử mũi khoan của tên The Z-Man ta cần nhé. Haha, mũi khoan này tốt thật đấy.